Rồi, xin chào tất cả các bạn thì đã đến clip tiếp theo của mình ngày hôm nay. Thì hôm nay nó là ngày chủ nhật các bạn. Ngày chủ nhật thì là mình đang ở Hà Nội. Hiện tại là sáng nay thì là mình đang ở nhà thì là tầm 9:30 thì mình đi xe kết hợp về đến Hà Nội. Bây giờ lúc giờ trưa, bây giờ là gần 11 giờ trưa rồi các bạn. Đây mình đang ở chỗ này là khu 7.2 hecta, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. Hôm nay là mình xuống Hà Nội, tức là mình đi mua một con xe min các bạn. Tức là mình ngày hôm qua mình đã chốt được con xe ở dưới này. Tức là của một người anh ấy cũng là chơi min. Nhưng mà do cái điều kiện ấy, tức là anh ấy để lâu quá anh không chơi nữa. Do vậy anh có hai chiếc thì anh ấy bán hết. Thì là một chiếc thì là có người mua rồi. Thì còn một chiếc thì ngày hôm qua, tức là ngày thứ bảy ấy, là mình đã gọi điện cho anh ấy, tức là đã hai anh em đã chốt và thống nhất giá cả. Thì là sáng nay là mình xuống Hà Nội, bây giờ là gần là 11 giờ trưa, thì là ngày chủ nhật. Bây giờ cái khúc này ấy, là mình đang định vị để tìm cái vị trí nhà anh, tức là anh ấy gửi định vị qua Zalo cho mình và mình đang tìm định vị đến nhà anh. Bây giờ khúc này ấy, đây là mình đang GPS để tìm định vị. Đang đi các bạn, đang vừa đi vừa mò đường ấy. Tức là Hà Nội thì lại nói vui vui một chút. Thì là khoảng một năm thì mình mới đến về Hà Nội một lần, chứ cũng không phải là mình đi nhiều, đi Hà Nội liên tục. Đâm ra là đường xá là nó cũng rất là mù, gọi là mù mịt luôn. Vì Hà Nội nó thay đổi liên tục. Mỗi một năm ấy là về Hà Nội nó lại thay đổi một khác. Do mình đi xe kết hợp ấy là họ đưa tận xuống đến đây luôn. Tức là họ bảo họ thả xuống đây cho mình, chắc là chỉ còn khu này là chỉ tìm vài nhà là tới thôi. Đấy, chứ nữa là nó không nhiều. Chứ mình không đi xe khách ạ, đi xe khách thì về bến xe như bến Mỹ Đình ạ. Thì đi xe bít rồi các thứ nó rất là lằng nhằng mà xa, thậm chí còn không biết đường nào mà lần nữa. Mình đi xe kết hợp họ đưa tận nơi luôn. Chỗ này họ, cái anh lái xe anh bảo nó ở khu này thôi. Cái nhà, cái khu của anh ấy ở ấy, cái khu của anh bán xe ấy, nó chỉ quanh quanh đây thôi. Anh lái xe anh bảo mày tìm thì một tí là tới thôi, nó nhanh thôi. Đấy, bây giờ mình đang tìm định vị, mình đi này. Đây, đang tìm định vị để rẽ theo đây này, cái định vị nó chỉ này. Đấy, đi vừa mò. Mạng thì không biết sao nó yếu, mạng thì rất là yếu. Chả hiểu sao mà dùng mạng 4G mà chạy trong đây Hà Nội đông đúc này, có lúc là nó chuyển thành mạng E, mò không GPS, có lúc là nó không muốn ra luôn, hay là đông người sử dụng quá. Đây là mình đang vừa đi bộ này, vừa đi theo GPS. Về cái giá của cái xe ấy, thì là mình xin phép là không được đề cập ở đây, bởi vì giá xe thì nó theo thuận mua vừa bán thôi, chứ nó không phải là có giá niêm yết gì cả. Bởi vì là theo thói quen của người chơi xe, mình thấy hay thì mình mua thôi, chứ đưa lên đây người thì bảo đắt, người thì bảo rẻ, rồi là người nói nọ nói kia, rồi là nó không hay. Bởi vì là giá hay là rẻ hay đắt là nó phụ thuộc vào người bán và người mua. Người mua thấy hợp lý thì mình mua, còn người bán là thấy hợp lý thì là họ bán thôi, chứ mình không có để ra đây. Là bạn nào mà thích chơi min thì có thể vào hội min này, có thể mình tham khảo giá của phụ tùng hay là từng cái chi tiết ở trong đó. Rồi, sắp đến nơi rồi các bạn. Đây, điện thoại nó báo của mình là sắp đến nơi rồi, cái điểm của mình là sắp đến đích rồi. Đây rồi, nó báo cho mình đang rẽ phải. Đây rồi, cái nhà đây rồi, cái nhà anh ấy là đây rồi, nhà G3 các bạn. Đấy, cái khúc mà hai anh em lấy xe rồi để thử xe ấy, nó rất là lâu các bạn. Giữa trời trưa nắng mình nổ máy thì nó khói lên, cuối cùng là xe thì là nó lúc nổ là lúc đực lúc cái, lúc nổ lúc không. Bởi xe anh ấy là để, tức là trong nhà, để bên bên nhà đằng nhà bà ngoại ấy, bên cổ nhuế gì thì anh bảo ấy, nhưng để 3 năm rồi chưa đi các bạn. Tức là lâu lắm anh không đi. Hôm qua thì mình chốt xong giá thì anh ấy mới mang xe đi vệ sinh chế với đổ xăng vào để nổ thử. Nhưng mà hai anh em lôi ra đạp vãi cả nháy, nó không nổ. Đây là khúc này là đã là xe trước đã chẳng xong rồi đấy các bạn. Xe trước đã chẳng hết đồ đạc, tức là những cái đồ anh ấy cho mang về, bao gồm nhớt nhau các thứ là mình cho mình mang về. Khúc này là chuẩn bị về rồi đấy, là đi về. Nhưng mà xe là nó nổ, tức là nó lâu ấy. Cái xe này nó lâu, để là nó nổ nó kém. Tức là hai anh em phải xem xét lại rồi
chỉnh chiếc lại để nổ để mình đi về nhà, bởi vì quãng đường một cái xe là để 3 năm không đi các bạn ạ, mà lôi ra mà để làm nổ nó và sau đó là để đưa nó về nhà ấy, và với quãng đường hơn 120 km thì không hề đơn giản các bạn. Mình phải chuẩn bị kỹ càng đã, lúc mình phải đảm bảo rằng cái xe này nó phải nổ và nó đi được để mình có đi về. Trong tình trạng là ví dụ như là nó không nổ được hoặc nó không đi được thì mình phải yêu cầu anh ấy là làm cho nó nổ được và đi được thì mình mới đi về được, chứ không trường hợp là thuê xe trở về thì chết. Này là tiền nong là đã là thành hai anh em mà đã thanh toán xong rồi các bạn nhé. Xong rồi đây là mình vẫn đang tức là nó vẫn đang tập tịch lắm, nó mãi nó mới nổ được cơ các bạn ạ. Đấy, và sau khi là nổ xong thì hai anh em là chào nhau rồi bắt tay nhau mình lên đường. Đây là đoạn này là mình đang chuẩn bị đi ra đường chính này. Khu này là nó vẫn ở trong khu gọi là khu tập thể, đường nó nhỏ, trong ngõ này các bạn. Đây mình đang chuẩn bị đi ra cái đường lớn. Đây, khúc này là mình mới vừa đi ra khỏi cái ngõ. Bây giờ mình đang đi thẳng đường này và nó sẽ đi thẳng ra cầu Nhật Tân các bạn. Đấy, nó đi thẳng qua cầu Nhật Tân, chạy thẳng ra đến gọi là đến Nội Bài đấy, đến cái ngã tư này, ngã tư Nội Bài đấy. Và sau đó là đi về Vĩnh Phúc và đi về Tuyên Quang. Mình cũng xin phép nói thêm cái xe Min này. Min này nó là dòng xe của xã hội chủ nghĩa. Tức là nguồn gốc của nó là từ nhà máy Min Khơ của Belarus. Mình cũng không nắm rõ về dòng này lắm, tức là cái lịch sử của nó ấy, thì mình cũng hiểu qua thôi, chứ không dám nói kỹ về lịch sử của cái dòng xe này, bởi vì là nói đúng thì không sao, còn nói sai thì các anh mà chơi Min lâu đời mà người ta nắm được các cái nguồn gốc hay là cái chi tiết xuất xứ, các anh vào các anh ném gạch cho chết. Đấy, chạy được một đoạn thì là mình xăng thì hôm qua là anh ấy cũng đổ cho mình rồi. Anh đổ tầm khoảng độ 1/3 bình. Thì là bây giờ mình cũng phải đổ xăng để mình chạy về trà cho nó yên tâm. Tránh trường hợp là đi đường là nó xăng cộ nó hết là cũng dở hơi lắm. Bởi vì dòng này nó là dòng 2 thì các bạn ạ. Dòng 2 thì là nó pha nhớt chứ không phải là chạy xăng bình thường. Đây là những cái nhớt đây. Đây là những cái nhớt này là anh ấy... xe nó kèm theo xe, tức là anh ấy cho mình tặng kèm theo xe các bạn. Tức là anh ấy bán hết xe rồi thì anh không giữ nhớt làm gì cả, có bao nhiêu là anh ấy nhớt nhất là anh ấy đưa tất. Đấy, trước khi đổ nhớt cái dòng này nó không phải là pha nhớt tự động các bạn. À, cái dòng xe cổ này, tức là Min cũng có loại pha nhớt tự động nhưng mà nó là đời sau này nó mới có pha nhớt tự động, còn cái dòng trước này là nó không pha nhớt tự động, là mình phải đổ xăng, đổ nhớt trực tiếp vào bình xăng và mình đổ xăng và mình xóc lên. Thì là chú ý là khi mình đổ cái nhớt này vào xăng này các bạn này, là mình phải khóa cái khóa xăng vào nhá, không có nhớt là nó chảy xuống chế là ối rồi ôi luôn đấy các bạn. Đấy, mình đổ xăng thì là đấy, đây khúc này mình đổ xăng xong rồi, bây giờ mình vặn cái nắp bình xăng vào đấy, và cái này mình phải xóc nó lên các bạn, xóc nhiệt tình đấy. Đây, mình phải xóc nhiệt tình, xóc là để cho gì, để cho nhớt với xăng là nó hòa vào nhau, tránh trường hợp là nhớt nó nặng hơn nó sẽ chui xuống dưới và nó sẽ chui xuống là chế hòa khí và sẽ không nổ đâu các bạn ạ. Nó nhớt mà chui xuống chế hòa khí đầy cái chế thì thôi rồi, đào có mà phọt khói đít ra cũng không nổ được. Đây, khúc này là mình đã chuẩn bị về nhà này. Đây là mình đang đi ở trên cái đèo về gần nhà, về đến nhà mình.
nó còn khoảng độ là 10 km nữa là về đến nhà mình. Đây mình đang đi đổ đèo, gọi là cái đèo này đèo ngắn thôi, đèo này gọi người gọi là cái đèo nhưng mà nó ngắn, nó tầm khoảng 5 km thôi, nó không dài lắm. Đây mình đang đi xuống đấy, vừa nãy đi lên đèo, bây giờ đi xuống đèo. Đấy, đang đi xuống đèo thì là có điện thoại các bạn ạ. Anh bán xe cho mình ấy. Đấy. Đấy, đây cái anh bán xe cho mình là thì là anh ấy gọi điện thoại cho mình, anh ấy hỏi thăm xem là tình hình là mình đi về đến nhà chưa, rồi đi về có an toàn không, xe có bị hỏng hóc gì không. Đấy, rồi hai anh em nói chuyện với nhau một lúc và sau đó là mình lại lên đường tiếp. Rồi thế là mình đã hoàn thành cái quá trình là đi mua cái xe của mình tại Hà Nội rồi. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem clip. Hẹn gặp lại các bạn trong cái clip tiếp theo. Rồi chào tạm biệt tất cả các bạn.